Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Em chào chị. Chị chào Tấn, xin chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em đem về lô mai phôi. Rất mong anh chị em nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ là ấp Bình Long, sông Bình, chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại cũng là số Zalo em nằm trên tiêu đề á. Hình thức của em là bao ship toàn quốc à. Rồi cô đầu clip vẫn mã số 1 bà con. Mã số 1 thôi quý vị. Tính đi, tính đi. Cái này cao tầm khoảng 1,5 m, 1,6 m gì vậy. Nằm một khoảng đó ha. Đồ trên rồi, đây đi ha. Cái hoành luôn. Cái hoành 31. 31. Giờ đâu cũng đây bự quá. Rồi 31 hoành. Rồi thanh cành luôn nè quý vị. Củ 50 luôn nè. Ha. Rồi cái củ nở 50. Rồi xây xây củ đế luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 1 này giao lưu 1,7 triệu à. Rồi 1,7 triệu. Rồi tiếp tục bước chân. Mã số 2. Mã số 2 cao tầm khoảng 1,6 m luôn này ha. Cái hoành 28. Rồi 27,5 tính 27 đi. 28 hơi yếu. Rồi 27 hoành. 28 giác một chút. 28 yếu. 27 thì giác phải không? Để đây quý vị. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 2 này giao lưu 900 à. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 3 luôn. Nó tâm linh phụ. Rồi số 3 này cao khoảng tầm lấy mét 4 đi. Giờ mình lấy trên mấy cái mặt cắt này đi. 28 quanh. Rồi quanh 28. Rồi thằng cành đó quý vị. Rồi để luôn. Rồi giao luôn như chị. Rồi bãi số 3 này giao luôn 1,1 triệu à. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục số 4 luôn à quý vị. Một mét 12. Rồi cái hoành luôn. Cái hoành 30 đúng. Rồi 30 hoành. Rồi thân cành đây quý vị. Bộ đế đẹp lắm cô bác ơi. Rồi để luôn đây. Kia luôn. Đây cũng kính ha. Rồi giao lưu mã số 4 này giao lưu 1,5 triệu á. 1,5 triệu. Rồi tục mã số 5 luôn. Rồi mã số 5. Cao 82. Rồi đó nghe đó luôn. Đây vẫn bằng keo luôn. Hoành 15. 15. Thân cành đây quý vị. Còn để đây. Rồi giao luôn. Rồi mã số 5 giao lưu 200 à. 200. Rồi mã số 6 luôn. Mã số 6 cao 1 m. Ồ cao 90. Cái hoành 22. Rồi 22 hoành. Tay cành quý vị, cành cũng đều ở đây ha. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 6 giao lưu 308 à. Rồi mình lên mã số 7 luôn. Cao 92. Cái hoành 19,5 tính 19 đi. Rồi thân cành luôn rồi quý vị. Rồi củ đế luôn. Có cái cục ô, hai cái cục u ngộ ngộ nè. Rồi giao lưu như mã số 7 giao lưu 304 à. Rồi xuống cây luôn. 8 luôn. Mã số 8 64 cao. Cái hoành 15. Rồi 15 hoành. Rồi để luôn rồi quý vị. Đế cũng được lắm á. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 8 giao lưu 200 à. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 9 luôn. Mã số 9 cao 1 m. Rồi cái hoành 19. 19 hoành. Cành luôn rồi quý vị.
em nói luôn ha. Rồi, giống như chị. Mã số 9 vô lô 240 ạ. Rồi. Mã số 10. Số 10 luôn. Siêu siêu. Cao 47. Cái hoành 21. Rồi, 21 hoành. Để luôn nào quý vị ạ. Rồi, vô lô như chị. Mã số 10 vô lô 308. Rồi, 308. Mã số 11. Cao 82. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Để luôn. Rồi, vô lô như chị. Mã 11 vô lô 200 ạ. Rồi. 12 luôn. Cao 57. Cái hoành 25. Rồi, 25 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, vô lô như chị. Rồi, mã 12 vô lô 403. Rồi. Mã 13 luôn. Một mét mười sáu. Cái hoành 28. Rồi, 28 hoành. Rồi, thành cành luôn rồi quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như chị. Rồi, mã 13 này vô luôn 1 triệu mốt à. Rồi, xuống cây luôn. Cao 84. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Rồi, để luôn nào quý vị. Rồi, vô luôn như chị. Rồi, mã 14 này vô luôn 202 à. Rồi, cũng cây luôn. Mã 15 cao 1 mét. Cái hoành 18 rưỡi, tính 18 thôi. Rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như chị. Mã 15 này vô luôn 202. Rồi, tiếp tục luôn. Cao 78. Rồi, mã 16. Chỗ nào nó cũng có cái cục cục hết, giờ không biết đo chỗ nào. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Để luôn. Rồi, vô luôn như chị. Mã 16 vô luôn 304 ạ. Rồi, cái này bự nha. Cao 89. Cái hoành 28 rưỡi. Rồi, tính 28 đi. 28 hoành, tay cành cũng đều quá đây. Tay cành bự bự, em này đặc biệt cái củ đế ha. Củ đế hết hồn. Đế nè. Đế lực luôn. Hết biết cái bụng đế không? Giao luôn như chị. Rồi, mã 17 này giao luôn 1 triệu 7 á. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu 7. Rồi, mã số 18 luôn. Cao 79. Cái hoành 20. Rồi, 20. Phải cành đều luôn. Để luôn rồi quý vị. Rồi, vô luôn như chị. Mã 18 này vô luôn 307 à. Rồi, xuống kéo xe lên. Đặng chút thôi không không. Chá mắt hả? Chá mắt quá, giờ không được. Cao 54. Cái hoành 18. Rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như chị. Mã 19 giao lưu 208 à. Rồi, 20 luôn. Cao 79. Cái hoành 18 rưỡi, tính 18 đi.
Rồi để luôn. Rồi, Zalo như rồi mã 20 này giao lưu 220. Rồi, lên 21 luôn. Cao 70. Cái hoành 20 rưỡi tính 20 đi. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi, Zalo như vậy chị. Mã 21 này giao lưu 208 à. Rồi. Mã 22 này cao 1 m. Cái hoành 20. Rồi để luôn. Rồi Zalo như chị. Rồi mã 22 giao lưu 208 ạ. Cao 73. Cái hoành 18. Rồi để luôn. Rồi Zalo như chị. Mã 23 này giao lưu 201. Rồi tiếp tục luôn. Cao 1 m đi. Cái hoành 20. Đo trên cho đo dưới đây hơn. Đo đây tới 2 m. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã 24 thì giao lưu 320 à. Rồi. Trời 1 m 15. Hoành 26. Rồi, cái cũ luôn. Cũ dưới đây 35. Rồi, cũ tròn tròn 35. Hoành trên thì 26. Đo cái chỗ này nè là 35 luôn nè. Nghe cái u này nè. Rồi, giao lưu như rồi mã 25 này giao lưu 1.050.000 à. 1.050.000. Rồi. Cao 79. Cái hoành 20 rưỡi tính 20 đi. Rồi. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã 26 giao lưu 300 à. Rồi xuống cây luôn. Cao 1 m 78. Ô cao 78. Bậy quá. Hoành hoành 18 rưỡi. Lộn nhầm tí. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã 27 giao lưu 320 à. 320. Mã 28 cao 76. Rồi. Cái hoành 19 rưỡi tính 19 đi. Rồi thân cành luôn rồi quý vị. Cũng đều lắm á cô bác. Đế cũng đều. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 28 giao lưu 340 ạ. Rồi. Cao 90. Quanh 19. Ồ, nhỏ mà rễ đều hết luôn nè. Đều mặt bầu luôn, không có thiếu cái bên nào hết đó. Thấy không? Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 29 giao lưu 330. Cây này rễ đẹp lắm cô bác. 30 luôn. Cao 79. Đồ đây đi ha. Đồ cổ này đi. 13 hoành. Dưới đây thì được 22. Rồi. Trên 13 dưới 22. Có cái sẹo nhỏ nhỏ. Đúng rồi, có cái vết sẹo, vết lụa. Rồi, giao lưu như chị. Rồi mã 30 này giao lưu 208. Rồi, 208. Cao 1 m. Cái hoành 18. Rồi, mã số 31 nha người quý vị. Mã 31. Rồi, để em đó. Để cũng được lắm. Rồi, giao lưu như đây chị. Mã 31 giao lưu 209. Rồi, 209. Số 32. Cao 79. Cái hoành 19 luôn. Rồi, 19 hoành.
Rồi để luôn. Rồi bao nhiêu chị? Mã 32 này giao lưu 208. 33 luôn. 79 cao. Cái hoành thôi tính 19 đi. 19 20 yếu, rồi. Hơi yếu. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 33 này giao lưu 209 à. Rồi. Trời, rồi. Một cô chân dài. 77 cao. Đo đây thì 24. Đo chỗ này thì 20. Còn đo dưới đây tới 30. Đo 3 chỗ cho. Rồi để luôn à quý vị. Chân dài dài cũng xinh xinh lắm nè. Rồi giao lưu như đây chị. Rồi mã 34 giao lưu 507 à. Rồi 507. Ba mươi lăm luôn, cao 79, hoành 23. Rồi 23 hoành. Bữa nay mua vé số 79 đi. Đo nãy giờ 79 quá trời. Rồi giá bao nhiêu chị? Mã 35 này giá 420 à. Rồi 420. Một cái củ tỏi. 52 cao à. Cái hoành 18 đúng. Đây củ đế đây. Đó, có cái củ nè, ngộ ngộ nè, nó sóng sóng sóng. Rồi, giao lưu nhiêu đây. Rồi mã 36 giao lưu 306 luôn. Rồi. Rồi 37 một cặp xinh xinh. Cao 77. Cái hoành 12 rưỡi. Bên đây cái hoành 14. Rồi, thân cành luôn. Trời ơi, rễ cũng dễ thương lắm á. Rễ cũng đều đều ghê à. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, một cặp này giao lưu 300. Rồi, xuống cây luôn. Để đúng cặp luôn nghe như hay. Rồi, tới cặp thứ hai luôn, mã 38. 38. Cao 59. Hai cây đều đều nhau lắm nghe cô bác. Cái hoành 12. Đây cái hoành 13. Bé bé gì chứ rễ cũng được lắm á cô bác. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 38 hai cây giao lưu 206. Rồi xuống cây luôn. 29 cũng hai cây luôn. 29 cũng hai cây, cao 44. Nào cũng như nhau ha. Rồi dưới đây luôn đi. Rồi 18 hoành. Rồi dưới đây luôn. Đây hả 10 14 đi. Rồi 14 rưỡi luôn. Cặp này đẹp nè cô bác. Đế kìa. Chờ xíu mà lực kia không. Rồi giao lưu nha chị. Rồi mã 39 thì giao lưu 304. Rồi. Rồi lên cặp 40 luôn. Rồi 40. Cao 57. Đây cũng vậy. Hoành 14 rưỡi. Đây cái hoành có 11 à, mà đôi dưới đây thưa coi. Đôi dưới đây mới trúng nè. 17 rưỡi. Rồi, nè. Xây luôn. Cái này rễ ngộ quá. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 40 giao lưu 307. Đây có cái sóng ốc nè. Rồi. Con thú nè. Đây, có một anh thú nhỏ nghe cô bác. Cao 32. Cái này cao 24. Hai chân đằng trước đó. Đúng rồi, con thú nằm á cô bác ơi. 15 hoành. Đó, ai chốt cái mã này có con thú bé bé xinh xinh. 18 hoành. Giao lưu như chị. Mã 40 giao lưu 4, mã 41 này giao lưu 400 à. Rồi. Wow, có rõ ràng con thú luôn á. Rồi. Chà là muốn nói quý vị không chị?
Cua nếp em cũng không có gì mà kính chúc với khán giả một ngày mới nhiều hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop em, cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý chị.